Ủa, cái này là chợ nổi ha? Dạ đúng rồi, chào các anh trai ha. Đây là tạp hóa Vua Biển, bán những cái đặc sản đậm chất miền Tây. Thí dụ như là tùm lum tùm la. Sao tự nhiên có con dĩa tấp binh lẩu đó vậy cưng? Cái này là mình có thể mình nấu bún mắm mình bỏ vô nè. Rồi, chả lụa, này là bún. Đó, rau đầy đủ các loại rau. Bây giờ trước khi mà mấy anh trai mua đó thì em sẽ quy hoạch lại cho mấy anh trai. Quy hoạch nữa là gì? Thống kê. Quy hoạch thống kê lại cái giá tiền cũng như là cái túi tiền của các anh đang có. Rồi. À, đội của ngoại Vũ Hà mình đã có 150. Với lại cái vòng 3 vừa rồi đó, vòng thứ 2 là 500.000, nó là nhiêu? Sáu trăm rưỡi. Trời dữ. Rồi đội anh Đàm Vĩnh Hưng thắng hết trơn luôn. Mình được là 250. Chưa hết, được thêm cái vòng cuối hồi nãy. Đi hái rau mình được 1 triệu nữa. Đó, là 1.250.000. Trời ơi, dữ lên. Ghê không? Thắng biết bất cỡ luôn. Chưa hết nha, mình còn một cái đặc quyền đó là được lấy của đội kia 300. Lấy tiền của đội thua 300. Cái gì kỳ vậy đây, không còn của mà còn lấy của người ta nữa. Trời ơi. Cái đó là cái quy định. Định gì ác ôn vậy? Quy định cái luật chơi người ta như vậy mà. Đây có 1.500.000 luôn hả? Bây giờ nè, mình đang 1.250.000. Mình có quyết định mình lấy 300 không? Thôi mình nhân đạo anh ơi. Tại người ta đã thua rồi, mình lấy người ta 300 là quá đáng. Đúng rồi, mình sống mình phải có nhân sự chứ. Ủa? Ok. Rồi mình quyết định sao nè? Chơi đẹp, không cần lấy. Dạ. Bây giờ tóm lại là mình không lấy nè. Đội anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ có là 1.250.000. Rồi. Ngoại Vũ Hà sẽ có 650.000. Đó. Bây giờ mình sẽ chọn những cái món mình mua. Ví dụ mà hai đội mà cùng thích một cái sản phẩm ở trên cái ghe của em thì mình sẽ đấu giá. Rồi rồi, tới công chuyện này. Tại vì cách đây là 45 km, bán kính xung quanh đây là không có chợ nào ngoài cái sạp. Vậy là chỉ có ở đây thôi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình nấu cái gì? Nếu mà nói châu đốc thì có bún cá đặc sản, bún mắm nữa. Nhưng mà mình ít tiền mình mua bún cá đi, nói tiền. Bún cá đi, tại vì bún mắm nó rất là nhiều cái món topping trong đó. Vậy giờ bên đây là nấu gì? Bún cá. Cá rồi đội này. Bún mắm rồi. Bún mắm. Mắm đi. Dư giả. Giàu có người ta nói chuyện rồi. Nè nè, đưa cái tao bên đây về đó bên đây coi. Vậy này nhiêu? 250. Rồi đây. 251.000. 251.000. Rồi rồi, tới công chuyện này. Lấy lại 300 lại luôn. Lấy lại 300 lại luôn. Cái gì đó được cho thôi lấy, trời ơi. Đúng luật mà. Cái đúng luật cái gì mày cũng đâu mình chơi. Đây đang trả giá đúng luật mà anh ơi. Ngoại ơi, ngoại ơi, chỗ này nguy hiểm lắm. Quốc thẳng 300.000 vậy này. Rồi 300 ngàn. Không cá, mình cần cá thôi, đâu cần nhiều. Ừ, giờ bán nó đi. Rồi, bán 300 ngàn. Thôi, mình còn 900 gử. Không. Đi bún em, đi bún luôn. Ủa, đi bún à, này. Gây cấn gút này, bên đây bún mắm, bên đây bún cá. Hai cái đều cần bún. Mà bún em bán trong sạp, em chỉ có một cái thôi. Thì cà cưa làm đôi chứ. Không, bên em không bán lẻ. Ủa? Vậy thôi, mình mua đi rồi xong rồi mình chia cho đội bạn. Tôi không tin nổi mấy bạn đâu. Mua rồi. Xong không chia cho tôi thì sao? Trường á, xong rồi. Bán cho mình. Đúng rồi. Cho mình ăn topping không? Giờ sao chỉ có nhiều, một bún? Nhiều. Bún này hả, rẻ lắm, có 50 à. 60. 70. 70. Nghe mình trả cao một chút được không? Mỗi tay á. 59 rồi, có ai mua không? 200. 200. Rồi ăn hết luôn đi, ăn hết đi. Bên đây ăn tấp bên được rồi. Bún này hả, rẻ lắm, có 50 à. 200. Mình còn 450. Rồi. Rồi, tiếp đi. Trời ơi, ẩm thực Vua Biển có nhiều lắm. Bún cá mình bỏ cá nục vô cho nó ngon. Đúng rồi. Cá nục hả? Cá nục mình làm bún cá được. Rồi lấy một hũ mắm cá linh anh ha. Để dạ, mắm cá linh, mắm cá linh để mà làm bún mắm. 500. Ủa, mắc dữ hả? Ê, con này nha, ngoài chợ người ta bán có 20-30 ngàn. Mày tao đánh mày đó. Cá đi ra chợ. Cái này mình không cần đánh đâu, mình chỉ cần lật bên đây lên thôi là sao.
đúng gì? Thôi đừng có báo quản lý thị trường bắt. Không nhiều, giờ mày có đâu? Em bán là 150. Rồi mua. Thôi chứ đâu có cần móng tay lên đâu. Nhiều mà. Rồi 150. Rồi vậy là mình còn 800. Rồi. Mua quà giảm hơn ba. Rồi bán cho cá ninh 150 luôn đi đây. 150 luôn hả? 150 luôn. Lấy cá đi rồi lấy rau. Lấy cá chứ lấy rau rồi, cá gì nè? Cá thu đen, cắt lát đông lạnh. Cá ngừ đông lạnh. Nè. Cá thu đen kìa. Cá thu đen, ngon. Cá thu đen, ok. Cá thu đen, cá này 200. Trời ơi, cười ơi, không có mắc gì. 200. Mắc vậy dữ vậy? Vua biển phải đứng bên luôn nha Hưng ơi. Trời ơi nè con. Trời ơi đó coi cá thu vô biển 201 bán 200 đổi gì nữa. Cá thu vô biển 201 kìa. À 201 đó. Tôi bán 200 mà còn nuôi cái. Rồi. Đấy, 200. Rau bán sao cân xả nhiêu? Dạ xả bó 70. Cái gì trời? Cái này là lát nữa là tôi xả dao vô tôi thôi. Trời ơi. Em chạy luôn. Anh chị là làm quen nha. Ừ. Em chạy luôn, chạy luôn. 10.000. 10.000. Quen dữ vậy hả? Mau đi điển, mau đi điển của tao. Mau đi điển rõ 220. Tao lấy nhúm mà má ơi. Lấy một nhúm này lấy hết anh. Lấy nhúm thôi. Ừ. Lấy nhúm hả? 10.000. Rồi 20. Cái này 50 nè. 50 hả? Đâu tính bán 30 mà. Có 30. Không 50. Không 30. Rồi 30.000. Rồi mình còn mua cái gì nữa không? Mình nhanh lên. Mua em, một nhóm. Em sắp đóng cửa rồi. Rồi. Cho miếng hành đi cưng ơi. Lấy nhiều anh? Nhiều đó đủ rồi đó. Đây mấy kia bớt nhiều là 50. Trời ơi. Tao hành hạ mày đó. Cái đây hành hạ cho mày. Bán mà để bị hâm dọa không bán. Đầu tao bán giá mềm dẻo lên đền mà bây giờ mấy anh chị trên cơ em hất cái em đi luôn rồi sao anh ơi? Mình còn dư tiền mình qua mua thêm cá cho nó chất lượng đi. Đúng rồi, cho một cái hộp cá cá ngừ với suất cá đúng cho giá. Anh ăn bịch mắt cá ngừ đi bé. Rồi cảm ơn nha. Hết rồi. Chưa rồi. Rồi bye bye. Trời ơi thang thang. Trời ơi, tao lát nó vô. Trời ơi trời, sao mà ác dữ vậy trời. Té chấp. Đi. Chúc cô thượng lộ bình an. Sự tình em xa khơi nhưng anh còn mãi buồn. Cảm ơn anh mang tương thần đến cho chúng tôi. Sao?